Đây là chiếc Kia Morning đang dọn cho khách này anh em. Đang chỉnh sửa thay màn hình, lắp đặt camera hành trình, camera xe cho khách, là khách sẽ lấy. Em đang ở tại gara này. Anh em thấy không? Đang chỉnh sửa lắp đặt mấy cái màn hình remote xe. Anh em thấy không? Đây là remote. Rồi đây là cái màn hình này. Anh em thấy màn hình không? Đang tháo tung hết, đang lắp đặt từ gỡ toàn bộ cái điện nha. Đây, cái điện này thôi nha, chứ không có gì hết. Là xong là giao cho khách hàng thôi. Xe thì bây giờ đang lắp cái camera camera gì khách, đó là giao cho khách. Rất là cảm ơn khách hàng đã tin tưởng đến mua xe bên em và chọn những xe. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chúc anh em bà con mua những xe đẹp giá rẻ bên em nhé. Đi về bãi, đi ký giấy tờ cho khách hàng. Bãi xe của em là ngay trên quốc lộ 20 luôn nha anh em. Bãi xe rất là dễ tìm. Đó, anh em bà con nào muốn mua xe hay muốn đổi xe có gì cứ liên hệ bên em nhé. Số điện thoại 0777552222 để được tất cả anh em tư vấn nha. Bên em còn rất là nhiều xe nha anh em bà con. Anh em bà con nào mua thì hãy liên hệ nha. Còn mấy cái xe đời thấp thì bên em đang cạn kiệt rồi. Mấy bên này bán nhiều quá, lấy cái dung là nhập vô không đủ nha. Không đủ để bán cho khách hàng. Về chiếc nào là bán luôn chiếc đó, cho nên là nó rất là chảy hàng luôn, nói chung là chảy hàng. Anh em bà con nào thấy khu vực mình có xe bán mà giá ok thì báo ngay cho bên em để bên em mua và về bán nha. Thôi xin chào và hẹn gặp bà con với những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con nha. Đây là cảnh ông chú đây đến mua chiếc Kia Morning nè. Ông chú này nhà gần ở ô tô Pháp Anh nè. Kế bên chạy qua coi mua luôn. Phú Lợi. Ông chú tên gì ông chú? Cho anh em biết, bà con biết tên mình không? Tên Bạc. Tên Bạc. Mình làm nông à hay là kinh doanh? Làm vườn. Ảnh mua vườn. Rồi. Xe đó không ngon đâu. Đó, anh không ngon đâu. Đổi xe khác đi, xe nó không ngon đâu. Thì mình biết nhu cầu khách sử dụng mà. Nào ngon mình nói ngon, mình tư vấn cho đúng chứ mai mốt lại đổi nữa. Xe nó không ngon đâu. Xe này nó lại ngon hơn nè. Không, em nói thiệt á, tại vì mình biết cái nhu cầu sử dụng, ví dụ như mua này không ngon, mốt đổi lại lỗ nữa. Chạy được thôi, nó tầm trong máy thì nó chỉ có như morning nào vậy thôi, chứ nó không có ngon. Thì ông chú này ông biết nè, ông kêu cái xe này sao bằng morning được, ông còn nói nữa mà. Tại vì cái... mấy cái anh cha này nó giá đó thôi mà. Tại cái tầm tiền nó có trong máy nhiều người. Đúng rồi, nó không bằng cái thằng cái morning. Morning nhìn với chứ lại ngon á, chất lượng. Chạy cái chuyện lên tỉ anh mới thử chỗ để nó chạy lên với khóa nè.
có chìa khóa mà. Làm lại, ngân hàng giúp ra rồi. Được. Bao thay cho mà nói gì. Và là chính thức chiếc Garmin vừa mới đăng có một lúc thôi, ông chú nhìn thấy trên YouTube là ông chú đã tốc hành. Nói chung ông chú ở gần đây ông chú đã lên và mua luôn, mua rất là nhanh, không ngần ngại gì hết đó. Tin tưởng, rất là tin tưởng mình Autofan, lên là chỉ có việc mua thôi chứ không có nói gì hết đó. À, phía trước những anh em và bán xe, và phía sau là những anh em thợ vẫn túc trực coi như là tốc hành 24/24, không nghỉ tay làm để đưa ra những cái sản phẩm xe coi như là nhanh nhất, mới nhất cho bà con và xe đẹp nhất cho bà con. Đó, anh em thấy đó, lúc nào cũng vậy, phía sau và phía trước kết hợp rất là đều. Đó là keo bóng hả? Rồi. Keo Nhật hàng xịn luôn bà con. Nhập, đang pha keo cứng. Đổ nhiều quá mà muốn nó ít quá thì lâu khô. Đó bà con thấy rồi đó, anh em phía trước ngồi rất là thanh lịch, và mấy anh em phía sau rất là tội, rất là đáng thương, nó ngồi bệt ngồi lết luôn. Và mấy anh em đang chép bột và coi như là cố gắng làm những chiếc xe và những chiếc xe đẹp nhất cho bà con để bà con đi. Thì bà con thấy rồi đó, xe những cái dấu hiệu mà nó lòi lõm hoặc là nó không được ấy thì anh em đã mài nó hết và chép lại hết rất là bằng nha, cho một khung trời luôn ha. Tất cả những anh em phía sau vẫn đang làm, đang hoạt động. Như là không có ngày nào nghỉ, ngày nào cũng phải làm hết để cho ra những chiếc xe và những cái sản phẩm xe cũng như là đẹp nhất và nhanh nhất cho khách hàng. Tất cả những chiếc xe đều đang được chuẩn bị dọn để đưa ra mắt cho bà con những chiếc xe đẹp nhất và sẵn sàng, chỉ việc đến bà con mua thôi nha. Chờ lấy xe chú. Ký giấy. Còn ký giấy nó lại thôi. Anh em nó đang đưa lên kia lắp đồ. Khách hàng đang xem xe. Sau đây em sẽ quay một đoạn cho anh em bà con xem cái chiếc xe khách vừa mới giao tiền và đưa tiền cho khách hàng nhé.
cái dòng nó chưa có chỉnh điện đâu, nó cơ mà. Anh em đang tư vấn cho khách hàng, nó là dòng xe cơ thôi chứ không phải là bằng điện như những cái xe khác. Cảm ơn anh em bà con đã đến mua xe bên Pháp Anh nhé. Sau đây em sẽ quay cho bà con xem một đoạn video về chiếc xe khách hàng đã đặt cọc và chờ lấy. Thì anh em bà con cũng thấy nữa, xe này thì nói chung là em phải quay thật kỹ cho bà con xem, cho bà con biết tại sao mà thằng Pháp Anh này nó bán nhiều chiếc thì sao mắc thế, mà nhiều chiếc sao nó rẻ thế. Nhưng mà tùy theo xe nha. Có chiếc em vẫn bán chỉ có 140 mấy triệu, và có những chiếc em bán tới 160 triệu. Nổi nước sơn này không là bên em đã sơn hết cả gần 10 triệu rồi. Nổi nước sơn không là đã bắt ăn đứt tiền những cái xe bình thường rồi nha con. Anh em thấy nó bóng không? Nổi cái đường keo không? Về cái nước sơn không là đã khác những cái xe bình thường nha. Anh em thấy nó bóng rồi, gương phản chiếu nè anh em thấy không? Anh em thấy nó. Kể cả có cái hình gương của em soi bên trong này luôn. Cho nên là anh em mà có mua xe, anh em phải coi xem chiếc xe nó cận cảnh như thế nào nha, rồi mình mới đưa ra cái đánh giá được chiếc xe. Xe nhìn rất là ok ha, đèn thì mới tinh ha, đèn này thì đèn riêng theo xe đó, nhưng mà đây này nhìn nó cũ luôn, nó cũ đều hết anh em nhìn nè, cũ đây, cũ đều hết. Chứ nếu mà cái này mới mà cái này cũ thì mình đoán có thể là hai cái này nó bị thay nha, còn cái này nó cũ đều hết ha. Thì chiếc xe hầu như là bên em bán là bên em quay rất là kỹ càng nha, rất là kỹ cho bà con để anh em có thể là khi mua một chiếc xe mà anh em chọn và anh em được là anh em chốt cọc luôn nha. Rất là bóng ha, anh em nhìn những cái góc cạnh, cái đường chỉ của cái đường này nó cũng còn đẹp ha. Những cái đường vòng viền rất là ok. Và cái đèn này thì bên em đã ốp nhựa inox này, ốp xi inox này. Cái này nó bằng nhựa nữa, chứ anh em cứ tưởng nó là bằng sắt, không phải đâu nha. Cái gầm nó thì anh em nhìn đây,